cách quốc lộ 1A khoảng 2 km theo đường tỉnh lộ 75 Đông. Chùa Linh Sơn nằm trên địa phận khu phố 6, thị trấn Giao Linh, huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những ngôi chùa có câu chuyện lịch sử không chỉ khu biệt trong một hương thôn mà còn có ảnh hưởng trong phạm vi một vùng. Điều đó cho thấy đời sống tâm linh với những đình, chùa, miếu, vũ luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Hiện nay, ngôi chùa Linh Sơn này còn có cái tên quen gọi là chùa huyện hội Giao Linh. Năm 1950, sau khi chi hội Phật học huyện Giao Linh được thành lập, lúc bấy giờ cụ Mai Ngọc Dược, một hội viên đã mua ngôi nhà bằng gỗ mít ở thôn Hà Thượng để làm hội quán của chi hội Phật học huyện Giao Linh. Phát tích ngôi Linh Sơn tự bắt đầu có từ lúc đó. Thì cái gốc cái chùa hộ này là chùa Bản Ích, là nhà của tứ nhân ở xóm Vũ Hà Thượng. Nhưng mà khi hồi chi hội mới thành lập ra thì là điều kiện cho nên đi mua là cái nhà tư nhân của một đạo hữu ở xóm Rũ Làng Hà Thượng. Thì về làm tại đình làng Hà Thượng. Mà lúc đó là cũng nhờ ông Mai Ngọc Dược là ông tri huyện, ông người ở Long An, ông tri huyện, ông trợ giúp cho thì làm tại bên cái góc phía tây nam của đình làng Hà Thượng. Sau một thời gian đến năm 1953 thì cũng thịnh hành trong cái Phật giáo có nhiều cái phát triển được. Còn đến nó phát triển thì là chuyển qua đây, là tại hiện giờ tôi đang đứng đây là tại khu phố 6 của thị trấn Giao Linh, thì xây dựng là ngôi chùa ở đây, là chùa được gọi là Linh Sơn Tự, mà về tư cách của hành chính của nhà nước gọi là chùa huyện hội Giao Linh. Thì cái ngôi chùa hộ này là thực sự là cái ngôi nhà tổ, chuyển qua ngôi nhà tổ, phía trước là còn xem một cái ngôi nhà kiên cố, nhưng mà sẽ thấy là cái tình hình đạo hữu của huyện nhà càng ngày càng đông, có phát triển, cho nên thầy cũng củng cố và sửa sang là toàn bộ từ năm 2009 đến nay, thì thực sự hiện nay là cũng hoàn thành và tương đối mỹ mãn. Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Đại đức Thích Huệ Nhẫn được bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Sơn. Cho đến hôm nay, tổng thể tất cả mọi hạng mục sinh hoạt mới được tiến hành xây mới, khang trang bề thế, nhưng vẫn có những nét gần gũi tương đồng với kiến trúc Á Đông. Từ xa xưa cho đến nay, ngôi chùa, ngoài lối kiến trúc thẩm mỹ mang tính chất nghệ thuật biểu trưng đường nét hoa văn dân tộc ra, còn có nhiều chức năng nhằm nuôi dưỡng đời sống tâm linh và đóng góp sự hướng thánh thiện cho con người. Trên diện tích gần 10.000 m², khuôn viên trong chùa được xây cất, bài trí rất hài hòa, thẩm mỹ nhưng khoa học. Về kiến trúc nhà cửa, chùa Linh Sơn được bố trí theo hình chữ khẩu, tạo ra các khu nhà bao bọc, nương tựa vào nhau. Chính giữa là ngôi chính điện, dùng làm lễ bái, hành lễ và tu tập. Phía sau chính điện là tổ đường, nơi thờ ngày khai sinh dòng phái trong đạo Phật. Bên trái là ngôi tăng đường, dùng làm nơi tiếp khách quý và chư tăng ngồi đàm đạo. Bên phải là giảng đường, làm nơi giảng pháp cho các Phật tử. Ngôi chính điện Linh Sơn Tự được xây theo kiểu trục dọc, nhưng kết cấu nội thất lại nằm ngang, gồm có 5 gian, 2 trái. Riêng 2 trái được chuyển đổi thành như một hành lang chạy quanh ngôi chính điện. Trong chùa, cái thờ nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Là cái như ở bên thờ là thờ bổn sư, là vì khai sáng ra cái Phật giáo, có cái gốc tích từ Ấn Độ. Nên là mình thờ Phật là không phải là chỉ để mà cầu xin lễ lại, mà cái quan trọng nhất là cầu lại Phật, là để mà thờ Phật là gọi là thờ cái đức, cái trí. Ông bà mình là có đức mặc sức mãn, tại vì mình khổ là mình thiếu cái đức, và cái cuộc đời này ấy, mình lỡ lầm nhiều, mình sai tại nhiều là mình thiếu cái trí tuệ, cho nên đức Phật là đầy đủ cả cái trí và đức. Không ai trí tuệ bằng đức Phật cả. Muốn hết khổ thì mình phải có cái trí tuệ để mình đi vào cuộc sống, để mình vượt qua những cái lỗi lầm, để mình có một cái hướng sống tốt. Thì mình hết khổ mà mình có cái đức, mình gọi ông ba mình là cái đức mặc sức mãn đấy, gọi đức mình vượt qua những cái khó khăn. Cho nên mình thờ Phật thì cái danh như gọi là còn gọi là đài hùng bảo điện, một cái nơi thờ sức mạnh được tâm linh của chiến thắng của mình chiến thắng được, mình là mình chiến thắng tất cả. Cái gian phía bên trái mà ngoài nhìn vào là thờ Quan Âm.
cái căn bên kế thế bên phải ngoài nhìn vào là gọi là ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng ấy có cái hình, một cái vị Bồ Tát có một cái hình, ngài Địa Tạng đi vào địa ngục để mà cứu độ chúng sinh. Vấn đề thờ từ trong đạo Phật á là một cái rất thiết thực cho con người. Đến cái mục đích quan trọng nhất là đưa con người đến chân thiện mỹ hơn, cái thiền. Chứ không phải là chỉ có là ban đầu thì cái vấn đề tình cảm tôn giáo là mình đến chùa mình cầu nguyện, nhưng mà đi sâu vào là vấn đề từ mỗi người là tu luyện thay đổi cái tâm của mình. Mà khi tâm mình thay đổi là cuộc đời thay đổi. Cuộc đời này là tất cả mọi cái bên ngoài là trong đạo Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm của mình quan trọng lắm. Tâm mình mà hướng đến điều thiền, nghĩ thiền, làm thiền thì cuộc đời sẽ an vui ở buồn hạnh phúc hết. Mà còn tâm mình nghĩ ác thì khi mình có lời nói ác, mình có hành động ác thì ở đâu mình khổ đau. Hàng năm có những khóa tu, đặc biệt là ngày vía Đức Phật A Di Đà, lượng người tham dự khóa tu lên đến gần 1.000 người từ nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài huyện. Đến đây thì chúng tôi từ mắt là đào tạo cho các em cái hiểu đạo. Có người mình sợ gì mà nó sống mà không có đạo đức là vì không có hiểu đạo. Mà khi người có hiểu đạo làm cái gì cũng sợ cha mẹ buồn, sợ cha mẹ khổ, thì nó cứ khi nó làm phải suy nghĩ làm cái này có cha mẹ có khổ có buồn không, thì nhờ nó suy nghĩ như vậy, có hiểu với cha mẹ thì nó luôn luôn làm những điều tốt, mà nó không dám làm những điều sai trái cho làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ. Nên đến đây thì mình dạy cho nó kỹ năng sống. Sống phải có kỹ năng, biết kỹ năng sống. Mình ra rồi mình tiếp xúc với bạn bè xấu là mình tiếp xúc thế nào, bạn bè tốt thế nào, mình đối đãi với người thế này, người thế nào, mình phải biết có kỹ năng để sống. Mình phải biết, trong đạo Phật là gọi biết hòa, nhưng hòa mà đừng độc. Mình ra mình phải biết tôn trọng mọi, biết kính trọng mọi người, biết hòa nhã mọi người, nhưng mà phải giữ cương giữ mực của mình. Dạy cho các em tự mình tạo một cái nhân quả, phải hiểu tính nhân quả tốt để vững vàng giữa cõi đời này, cố gắng gieo nhân tốt, đừng bao giờ bất mãn cuộc đời này. Họ có lừa lọc của mình, họ không tốt mình, nhưng mình cứ gieo nhân tốt đi rồi quả tốt đấy mình, không sớm thì muộn. Và cái tiếp theo là dạy cho các em biết cái sự nhận nhìn cuộc đời này, phải có sự nhận, đừng có bao giờ vội vàng, đừng bao giờ nóng nảy, cái gì phải có một cái nhận nhìn về thời gian, nhận nhìn về cuộc sống, nhận nhìn tất cả mọi cái, nhận nhìn cuộc đời để mình bền vững, mình đi xa được. Chứ còn mình nhận nhìn mình không có cái nhận thì mình làm chứ mình bỏ giữa chừng. Đó là cái căn bản nhất mà chúng tôi khi các em đến là chúng tôi trao truyền cái kỹ năng sống cho các em, cái căn bản, cái đạo lý cho các em để các em được vào cuộc đời nó vững vàng hơn. Bên cạnh việc đáp ứng những nhu cầu tín ngưỡng, sinh hoạt xã hội, thờ phụng, lễ bái và tu học của mọi tầng lớp dân chúng, thì vấn đề quan tâm đến cộng đồng xã hội với các hoạt động nhân đạo từ thiện luôn được thầy trụ trì cùng các tăng linh sơn tự chú trọng. Thì thường năm thì thầy cũng có đi quyên góp và có xin được một số quà, là thường thứ nhất là cho các cháu phục hồi chức năng ở là bệnh viện Gio Linh, thứ hai nữa là các cháu khuyết tật ở toàn huyện Gio Linh, và thứ ba nữa là cũng thầy quan hệ được với ban từ thiện của Phật giáo tỉnh, một năm có cái nguồn trợ cấp cho các cái đối tượng khuyết tật và già cả neo đơn, là mỗi đối tượng là mỗi quỹ là gồm có 360.000. Là ngoài ra cả cái kỳ lễ như lễ vía Di Đà, lễ vía Vu Lan thì là quỹ thầy còn làm thêm về các công tác từ thiện để giúp cho đồng bào Phật tử khó khăn ở trong huyện. Mỗi ngôi chùa như chúng ta thấy tuy có những nét kiến trúc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung đồng nhất. Đó là khi chúng ta đến chùa, ngoài được thưởng lãm không gian thanh tịnh ở chùa, khiến tâm hồn của mỗi người như sống thật chậm lại. Mà tới đây, du khách còn được tìm hiểu nhiều hơn về bề dày lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chùa là biểu tượng thiêng liêng, thấm sâu vào lòng dân tộc Việt từ ngàn xưa, như nước thẳm sâu vào lòng đất. Do đó, dù trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, thịnh suy, vật đổi sao rời, nhưng hình ảnh của ngôi chùa vẫn mãi mãi hiện hữu, tồn tại trong lòng người dân Việt Nam.